sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Võ Thanh Hòa, nghi can dùng súng tự chế đến phòng giao dịch Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để uy hiếp nhân viên nhằm cướp tài sản vào chiều ngày 25 tháng 9 đã bị bắt. Nghi phạm Võ Thanh Hòa sinh năm 1996, trú tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để đi cướp ngân hàng nhưng bất thành. Qua khám xét, lực lượng công an cũng đã thu giữ được vật chứng, phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 9, nghi phạm Võ Thanh Hòa điều khiển xe máy không biển số tới phòng giao dịch Agribank, khu công nghiệp Mỹ Tho. Tại đây, đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế, uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền. Đồng thời, đối tượng này còn để một gói bọc kín lên quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng cùng nhân viên bảo vệ nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó được hướng dẫn thì các nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an. Lực lượng công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, vận động và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí. Đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.